À nha. Mà chưa? Hello mọi người. Đâu, em nhìn mắt không đây? Bên này này. Xin chào mọi người. Xin ngồi lên chút, xin ngồi xin. Bây giờ còn thức khuya nào? Dạ không. Mấy giờ ngủ? Dạ, 11, 12. Nghe giờ đâu lắm rồi. 11 giờ là không có em, 12 giờ là không có em. Nghe chị cái em. Chán nó mình đỡ nhưng nó không xuống được nhiều. Mặt thì hết rồi mà chán. Tức khuya là chán không thể xuống được. Em mà đi báo cấp cứu cho ai chắc tao xỉu luôn á. Đi nè, tóc này rất là nghiêm trọng. Mà sao tóc nó vàng khè vậy ta? Em dụng tóc bao giờ chưa hiểu? Giờ chưa. Mày có ngủ phát không ta? Mai vậy hả? Ừ. Ngủ thì ngủ. Chạy đi. Sao nó không được? Cái nữa. Rủ đi đi, không đi thôi chứ. Đâu món gì? Ai biết không, không biết không nói mai để mẹ mày sáng mà coi gì lắm đó. Là có ai? Là có ai? Bên nhà ông có mấy người? Tôi nghĩ ăn gọi cuốn. Ủa chị ăn không? Đâu ăn đâu đúng không? Ủa vậy ăn. Cách mới hả? Ngớ hay chưa? Tên gì? Gặp hạnh là nè rồi đó. Mà như thì không nè rồi. Bình như con Dương cái bé này ghê hả? Đúng rồi, làm mấy lần rồi đó. Đi 4 lần là hết 3 lần. Thì lần cho mấy lần? Gì
nhiều đèn quá nó bị mờ mờ sao? Em cảm thấy vậy rồi. Vì thấy đỡ nhiều không Hiếu? Chưa thấy. Mặt đỡ nhiều đúng không? Nhưng cái chán thì nó đỡ nhưng mà nó chưa nhiều thôi chứ. Mẹ nói gì không? Chứ không. Em nằm đợi chị chút nha, lên cổ. Chụp hình lại đi Như. Cái này có một thói quen rất là kỳ lạ nha. Rửa xong sửa rửa mặt rồi mới chụp hình. Chưa. Cái vi á. Chưa ra luôn.
xong rửa sạch mặt thì còn gì nữa đâu mà chụp. Mặt đỡ nhiều luôn đó trời. Cái chán không đỡ mấy chứ cái mặt đỡ quá trời đỡ này. Muốn đầy cái sẹo luôn á. Ủa lúc anh thì kim nó kêu đau không? Chắc đâu có đau đâu đúng không? Lúc chị chưa phi kim ấy. Lúc họ phi không đau nhưng mà hồi nó ngứa nó rát nó khó chịu. Chị quen nhé, nhưng mà chị cũng tưởng là chị Duy đó. Chị quen đẹp mà. Nhà mình chỉ có cái hạnh là nó không không bao giờ thấy nó biết ẩu thôi. Nó không có ẩu gì luôn. Ừ. Nó phải tính con người đúng không? Nó vội thì vội với chữ nó lúc nào nó cũng nắn nót hết á. Chị uống một lần hết một chai quá. Chẳng hạn cả nó ra hết luôn nhưng mà
Em thấy bữa nay mọi người có bị khô môi không? Dường kiểu gì mà nó vẫn khô nhỉ? Hay tại môi retinol trời? Chắc rau quả cuốn đi. Mua 20 phần, 20 cái. Họ đi siêu thị rồi này. Nữa hả? Mua trái cây thôi. Nhà chị chỉ ăn trái cây qua ngày thôi. Thì cái táo của chị vẫn còn nữa. Ừ. Nho rồi cái gì? Dâu à? Má hạnh tần bày không anh? Thiệt á. Tần bày cho ăn tiêu tiền không? Nó còn nên tốt ghê. Chứ nhiều tiền quá thì làm gì giờ? Em không biết để hiểu. Nó lãng tử sao ha? Nhìn nó chơi hả? Ủa hết dịch lâu rồi mà. Ừ. Nhưng mà vẫn còn chứ. Chỉ là bị tóc dài quen thì giờ không thích tóc ngắn lại đúng không? Thích tóc dài đúng không? Tóc dài đi, em đợi tóc dài đẹp ạ. Nhìn hợp với gương mặt quá. Tự nhiên sau dịch có một kiểu tóc hợp gu hả? Mình nhìn kiểu tôi bắt kia. Anh tập đi hả? Ờ. Tại vì giờ tôi tập được. Ủa sinh năm bao nhiêu rồi? Dạ, 99. 99 à? Khách mình 99 nhiều vậy. Có trời luôn á. 99 2000. Xong mà ra khô với người ta. Uống nước nhiều vô nha. Hiểu nha. Hay uống nước không? Có. Em mấy lít? 3 lít. 3 lít luôn. 3 lít hay là 3 cốc? 3 lít. Tính ra mình nói khách uống nước vô chứ mình có uống đâu. Ngày chưa được lít nữa. Nhất là tuần thứ bảy với chủ nhật đấy, đông. Không nhớ uống nước luôn ạ. Rồi nó phải khác chứ. Hả? Nó phải khác chứ. Nó khác thì nó khác. Chỉ càng không, chỉ càng mệt, chỉ càng phải uống nhiều. Nhưng khi mình cứ để vậy xong rồi mình lấy xong rồi làm xong rồi quên mất. Mập. Mỡ nó khô. Ủa chắc thịt không khô à, xương không khô à. Chỉ có mỡ khô hả? Ta mỡ ta có nước người ta không khô, mấy người gầy gầy vậy nó mới phải uống nước nhiều, nó mới khô người. Em gầy thì em uống nước nhiều đâu. Chị mong chứ. Làm như uống nước nhiều mới mập hay sao? Tích nước quá à. Nóng quá anh. Thở bình thường nha. Ờ, thở đều đừng uống gì thở á. Ý là nó chưa vô mặt đều. Sao nó này quen rồi, dịch nhà không bà. Bà không bắt xong, ngày nào xong. Vậy hả? Quen luôn hả? Quen luôn. Em ở hóc môn luôn hả? Em ở hóc môn mà giáp quận 2 chị. À, không ham hóc môn mà giáp quận 2. Này không quận A. À.
tôi biết mình chỉ lo cho tôi. Từ chưa? Đó con biết, nó đi coi chứ. Giờ đi. Chứ em nó đi đến một spa mà chưa. Hồi 4 trước nó đi cái spa mà tiền đi hôm spa chứ biết không? Biết. Giờ biết cái thân nó tiêu luôn rồi. Nó phải như chuyển rồi nhá, chủ khác thì sao đó. Thì chủ khác xong nó đổi sang gà spa đó. Mấy năm trước lận hả? Dạ, năm trước. Ừ, thì duyên đó là đổi thành gà spa đi. Nó bị phốt nhiều quá xong nó đổi sang gà spa. Không phải phốt. Mà vợ chồng lục lục. Mà nó cũng dính phốt nhiều mà. Gà spa dính phốt nhiều lắm. Tại nhân viên nhiều quá, không có kiểm soát được. Quảng cáo quá đỉnh. Gì vậy? Thấy review tốt quá mà đúng không? Bỏ tiền review gì đó. Thấy ở đâu nó cũng kêu xài cái đấy, xài khuyên xài cái đấy hết á. Đi đâu trời ơi, em còn chưa nghe luôn á. Chị hỏi thứ bảy chủ nhật đi đâu mà sao nó bất bằng. Bình thường Hiếu đi nghe ngày thường mà. Thì em đi đúng một tuần đúng không Hiếu? Hả? Dạ đúng rồi. Cơm nhưng mà hết thức ăn rồi, còn có ít gà à.
em phải chụp hình diện chị lắm nha. Sao ở ngoài đâu có nói là chụp hình diện chị ớt mà. Chị đi, chị đi. Mỗi ngày con vào. Hôm trưa mới ăn trưa xong rồi ăn cả tô rau củ gì ăn hả? Nữa. Như kêu bữa nay không mua đồ ngủ rồi mà Như. Không có đồ ấy gì mà đam mê với đồ ngủ trời. Một mình cái Như chắc chục bộ đồ ngủ luôn á. Đồ ngủ thì không ai nhìn. Mà ăn nó suốt ngày đi mua đồ ngủ. Không hiểu vì sao. Con ngắm đâu mà ngắm. Tắt tắt đi mọi người. Tắt đi chứ để làm gì chứ. Cần gì sống, lâu thì mới sống. Chị ăn một ngày 3-4 cái khẩu trang chứ nhiều. Hãy tập quen với điều đó đi. Mà khẩu trang đấy một bịch bao nhiêu cái? Là một bịch bao nhiêu tiền? Ông nói chung là mua một cái nào có thể to hơn cái này được không? Cho dễ thở. Khẩu trang này khó chịu giảm ăn luôn á. Ủa chị đeo chị không thấy chặt à? Làm trong mùa dịch mà khẩu trang chị có đeo mấy đâu mà sợ luôn á. Lúc nào dương tính thì là bất tử. Chị cố tình đó. Cái bụng cho bự. Mà công nhận nó thiết kế cái đồ đấy ai mặc rồi. Cái đầm đó. Ừ. Cái sao? Em chui vô mà nó chật mà nó không thở được luôn á. Gầy như Hạnh cũng chưa chắc là mặc được đấy. Nó bó chắc mình sắt ngay người luôn á. Đã vậy thì còn ngắn đi chứ. Cái đầm ngu ra mà ok nè mụn chưa.